Mọi người đây này, cho mọi người xem cái miếng mắm Hương đã làm nè. Này là mắm nhuyễn cá cơm nha mọi người. Phải gọi là chén mắm thần thánh nè. Ăn với bánh thì nó phải ăn với chén mắm này nó mới ngon lắm mọi người. Đây bánh của Hương chín rồi nè mọi người. Tại vì lúc hấp á thì cái vỏ bánh á, nó cái phần lá nó sẽ bị héo như vậy nè mọi người. Đây nha. Bây giờ sẽ bưng ra thưởng thức cho mọi người nha. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hương Bùi Family. Hôm nay Hương sẽ làm cái món là bánh bánh ít tròn á mọi người. Trời lạnh cho nên là khá là thèm ăn những cái đồ mà nóng nóng như vậy á mọi người. Thì nguyên liệu Hương đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Đậu xanh này thì Hương đã luộc chín rồi nha mọi người. Khoai lang, tôm thì Hương dùng 100g tôm, 100g thịt nạc thì Hương đã ướp sẵn rồi nè, một phần hai muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê achi ngon và 1 muỗng cà phê đường với một tí xíu tiêu nha mọi người. Đây Hương có hành lá với hành tím, mục đích là để làm cho cái nhân nó ngon á mọi người. Thì mình hiện tại bây giờ thì nó khá hiện đại rồi mọi người, thì Hương mua được cái bịch bột nếp tiện lợi này nè, công nghệ Nhật Bản luôn nè mọi người. Đây cái bịch này là 400g, Hương làm số lượng ít cho nên là Hương chỉ làm một nửa thôi nha. Bây giờ Hương sẽ bắt đầu đi bầm thịt nha mọi người. Đây mọi người, cái phần thịt của Hương thì đã niêm nếm sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần bầm cho nó nhuyễn thôi mọi người. Mọi người tím tím lại nha, cho để nó ra. Ok. Khi đâm nhuyễn xong rồi mình bỏ thêm khoai lang với đậu xanh vô luôn mọi người. Mình bỏ trước một chút khoai lang ha. Đây là mọi người, chảo cũng đã nóng rồi, bây giờ Hương sẽ tao cái phần nhân nha. Vừa dầu thôi mọi người, đừng nhiều quá. Thì Hương sẵn Hương bắt lên cái nồi đường luôn để làm cái nước mắm mọi người. Hương đang nấu hấp đường để làm mắm. Rồi bây giờ Hương sẽ bắt đầu nhào bột nha. Hương làm ít cho số lượng người ăn ít cho nên Hương sẽ cho khoảng 200g bột thôi mọi người. Là khoảng nửa cái bịch này nè. Nằm cho nước sôi từ từ vô ha. Cho nước vô nha mọi người, cho nước ấm vô vừa vừa thôi mọi người. Xong rồi mình sẽ nhồi ha. Nóng quá mọi người, khá là nóng luôn á mọi người. Cục bột con để nhồi xong rồi nè, cho tí xíu dầu vô cho nó mướt nha mọi người. Người bột mình sẽ ngò viên và để như thế này nè, tại vì cái phần nhân là Hương đã làm nhân xong rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần bò viên và bỏ vào nồi để nấu thôi mọi người. Đây nè mọi người, đang hấp nè. Camera mờ luôn rồi mọi người. Đặt nhấp lại nha. Tiên tiên, đây nè mọi người. Thì cái bánh của Hương sau một thời gian hấp á, mọi người làm á, thì bây giờ cũng đã chín rồi mọi người. Thì cái bánh này ở Hương thì gọi là bánh ít tròn. Những nơi khác thì người ta gọi cái bánh này là cái bánh 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 nếp nhân á mọi người.
Còn ở Hương thì ở ngoài Bình Định á, ở quê chồng Hương á, thì cái bánh này á thì người ta bọc lại một cái lớp ni lông để lúc mà mình làm đám giỗ hoặc là mình có đám tiệc gì đó mọi người, mình gỡ cái lớp ni lông đó ra và mình lấy là mình thưởng thức thôi. Thì hôm nay Hương làm cái món bánh ít trần này, cái nhân của nó là nhân tôm, đậu xanh với khô lan nha, có một tí xíu thịt thịt bằm nữa, mục đích là để cho nó thơm ngon á mọi người. Thì bây giờ Hương mời mọi người cùng thưởng thức với Hương một cái nha. Đây, mời mọi người nha. Đây mọi người, cái bột nếp nó, bột nếp Hương mua là bột nếp pha sẵn nè, không hề bị chín luôn, tại vì Hương có tha dầu vô á mọi người. Dẻo. Ta nói là cái bột này là mọi nó dẻo giống hệt giống như là cái nếp mà mình đem xay xong mình đem đăng á, giống hệt luôn, rất là tiện lợi. Cái nhân thì nó bùi, nó thơm, có cái độ ngọt nữa. Tôi chấm một miếng nước chấm nha. Chén nước mắm thần thánh luôn mọi người. Tại vì ăn bánh có ngon hay không á là chủ yếu là nhờ vào cái nước chấm này nè mọi người, rất là ngon luôn. Very good. Con ăn một cái nữa nha. Bánh ít nhân bùi ngọt thơm cộng với cái vị mặn và thơm của nước mắm cá cơm á mọi người, mắm nhỉ nha, mắm này là mắm nhỉ, ta nói là tuyệt vời, cộng với cây cây thơm thơm của mùi ớt và mùi tỏi nữa, ngon bé cháy mọi người, không ăn hết luôn á mọi người. Ăn với nước trắng không á. Ngọt hơn, cực kỳ thích ăn bánh này luôn. Hương nếp rất là ngon, khá là tiện lợi luôn mọi người. Ngon rồi. Nên dùng cái nếp này để làm bánh chì chua nước cũng được nè, làm cái bánh ít trần này cũng được, tại vì nó ngon, nó dai, giống thật như cái nếp mình đem xay luôn, nó vừa đỡ tốn công, đỡ tốn thời gian của mọi người. Ớt còn để trong tủ lạnh đó mọi người. Ngon lắm. Hương làm cái phần mà phần vỏ hơi dày, mọi người thích ăn vỏ mỏng thì mình làm phần vỏ mỏng nha, Hương làm vỏ dày đó mọi người. Bánh nấm hổi ăn rất là ngon luôn, nấm nấm ăn thơm đó mọi người. Không định là dùng muỗng thôi không múc, nhưng mà không nghĩ chắc khi chấm về cho nhanh. Ngon. Cô bỏ hơi dày. Ngon. Dẻo quá.
hôm nào phải làm cho ngoại ăn mới được. Wow. Cái này giống như là thân em vừa trắng lại vừa tròn hả mọi người? Mọi người thấy trắng không? Trắng, tròn đúng không? Cái này ngập nhân luôn rồi. Ngon quá. Cái nhân khoai lang bùi ghê luôn á. Tôi bỏ lá chuối mọi người ra cái màu hơi đen, tại vì cái chuối này là Hương dùng là chuối dạ hương á, chứ không phải là lá chuối người ta có bán ít đâu, cho nên cái màu nó ra nó hơi bị đen, phần này nó hơi bị đen này. Cho một chút xíu đây. Thơm lắm. Thơm. Wow. Hấp miếng mắm rồi. Hấp miếng nước mắm nó ngọt. Wow, đậm đà gì đâu á. Để nhìn ghê mọi người ơi. Đang thèm nóng nóng ăn ngon ghê luôn á. Thì hôm nay Hương làm cái món bánh ít tròn đó mọi người, lần đầu tiên làm luôn, thật sự là lần đầu tiên trong đời Hương làm luôn, nhưng mà Hương nghĩ là khá là thành công, tại vì cái vỏ bánh dẻo mềm, nó mềm nha mọi người, không hề cứng luôn, cái nhân thì nó bùi thơm và nó ngọt nữa, ăn khá ngon, đặc biệt là cái chén nước mắm thần thánh này nè mọi người, ngon bá cháy luôn. Thì Hương cảm ơn mọi người đã xem video của Hương nha. Mọi người nhớ nhấn like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh Hương Bùi Family nha mọi người. Bye bye.